Kính thưa quý vị, người Xuân Nam xin trở đồng chào quý vị và sau đây là bản thời sự bình luận tin tức thời sự giữa chúng tôi về nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn. Thân hành đón anh thương Mai Loan Nguyễn Tuấn. Dạ vâng, xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và toàn thể quý khán thính giả của chương trình truyền hình Việt Nam báo Cali Today từ vùng San Jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet à, từ thành phố Houston, Texas. À, chúng tôi, Mai Loan Nguyễn, Nguyễn Tuấn, rất vui mừng trở lại chương trình À, như thường lệ vào à, chiều tối thứ năm, thứ hai năm. Bây giờ mình có một chút xíu chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay có một tin tức dồn dập vào tin tức nói tối hôm qua cái chuyện mà tranh luận của đảng Cộng Hòa. Không biết anh đã coi không và anh nghĩ gì? Thứ hai là cái chuyện mà sáng nay là Hạ viện Cộng Hòa đã họp nhau để xem xét cái đề nghị là bức phế ông Biden cái kết quả như thế nào anh có theo dõi không và một số tin tức thời sự ngày, ngày hôm nay chuyến biến thăm của ông tổng thống Biden và ông Donald Trump tại cái khu mà biểu tình của cái người công nhân cái ngành mà ô tô ngành xe hơi thì những cái chuyện đó như vậy anh muốn muốn có giúp có giúp cập nhật cho sớm bà con trước khi đi sâu hơn các vấn đề quan trọng hơn mà. <laughs> giờ dạ, vâng, thưa với anh nam uh, anh làm cái công việc của một cái người làm trong ngành truyền thông uh, dòng chính đó là có những cái sự kiện nào mà gọi là quan trọng nổi bật nhất thì mình đem ra mình phân tích uh, mình tường thuật lại chơi với lại um, khán thính giả khắp nơi và mình nói là đó là mỗi cơ quan truyền thông um, ờ đúng nghĩa là mình phải có nhiều nhân viên mình phải có nhiều ký giả nhiều nhà báo đi khắp nơi mỗi người tường thuật với nhau là như vậy ờ, trong một cái khuôn khổ của một cái đài uh, truyền hình việt nam báo cali today đó chắc chắn là anh nam có tham vọng cũng không thể nào đủ cái chi phí đủ xã hội để mà thuê mướn các phóng viên khắp nơi như vậy và cũng không có đủ uh, tiền để mà trả cho các uh, bình luận viên của các cơ quan truyền thông khác mà họ cứ đi tham dự đó để mà họ có thể tường thuật lại cho mọi người, người hết phải không ạ? cho nên chúng yeah. ta chỉ làm một cái công việc uh, uh, tường thuật lại với những cái cố gắng tối đa trong những cái điều kiện mà gọi là giới hạn thôi, tức là chúng ta chỉ có bao nhiêu thì giờ, chúng ta chỉ còn có cái khả năng là chúng ta theo dõi những phần tường thuật của các cơ quan, các nhà báo, các phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn, yeah. họ viết cái bài tổng lược, cái bài tóm tắt và chúng ta theo cái kinh nghiệm riêng đó chúng ta biết đó là những thông tin đứng đắn nào để chúng ta lấy và chúng ta tường thuật lại cho cho khán thính giả biết được đó là cái cái cố gắng mà chúng ta có thể làm được thôi chúng ta không có tự hào là chúng ta biết hết điều này nhìn hết chúng ta chỉ nhìn theo thôi mà dĩ nhiên nếu mà anh nam theo dõi những thông tin thường thuật của các tờ báo lớn như là Washington Post như là uh, New York Times hay là của đài uh, NPR thí dụ như vậy đó thì nó là những cái thông tin bình luận nó nó có phần đứng đắn hơn là những thông tin từ đài Fox News hay là Breitbart News hay là OAN này nọ kia vân đó là vậy và dĩ nhiên chúng ta cũng không lấy những cái thông tin từ những cái YouTube mà của Epoch Times đưa ra những thông tin xảo láo bóp méo sự thật như vậy tuy nhiên nó có cái vấn đề là như vậy là thưa anh nam như anh nam nói nó là hàng ngày ngay tại chính trường hoa kỳ đó ở thủ đô dc cũng như ở thành phố lớn ở vùng um, uh, uh, new york dc hay là bên vùng california của anh đó, tin tức nó dồn dập khắp nơi rồi không phải tin tức ở nước mỹ rồi tin tức trên thế giới vùng nam mỹ bắc mỹ rồi, rồi vùng âu châu vùng kia bên. mình biết cái tin nào để mình tường thuật cho khán thính giả đi cái, giờ, cái thời gian của mình có giới hạn thôi cho nên uh, ít hay nhiều anh Nam chúng tôi đó cũng phải làm cái công việc coi như là lựa chọn mình lựa chọn những thông tin nào mà mình nghĩ rằng là đa số khán khán tiếng giả của mình đa số độc giả của mình nghe là thích chú ý nhất kêu vân phải không thưa anh Nam? Yeah. Rồi sau đó nó nếu mà mình tường thuật kể hết đó, thì mình không đủ thì giờ và nếu mình chỉ tường thuật như vậy thì mình chỉ tường thuật sơ qua thôi người ta không có biết được những sự kiện như vậy đôi khi mình phải lấy một vài tin tức quan trọng mình phân tích để cho người ta nắm vững hơn cho nên cái đó là cái nhiệm vụ khó khăn cái nhiệm vụ mà nam giải và và dĩ nhiên qua thử thách để khán khán tiếng giả hay là độc giả đó họ sẽ đánh giá cái ban chủ biên của cái đài đó hay cái nhà báo đó biết lựa chọn những thông tin uh, gọi là đáng uh, liên uh, gọi là đáng lý thú để mà theo dõi đáng chú ý rồi bây giờ trong số những cái thông tin đó, đó nó có những cái thông tin thời sự nó được nói đến nhưng mà nội dung thực chất của nó rất là tào lao và có những cái chuyện mà quan trọng đó là cần phải đào sâu hơn thì bây giờ chúng ta phải phân tích, phân tích như thế này là cái cuộc mà gọi là tranh luận của bảy ứng cử viên trong đảng Cộng hòa ngày hôm qua tại Thư viện Reagan ở bên California, nó là một sự kiện thời sự. Đáng lý ra nó là một cái sự kiện thời sự rất là đáng chú ý. Khi mà mình có một cuộc tranh luận của các ứng viên của đảng Cộng hòa, đó những người này trên lý thuyết sẽ có một người đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử. Và trên lý thuyết họ có 50% để đắc cử tổng thống, tức là nắm quyền bính đưa ra chính sách. Rất là quan trọng lắm, phải không thưa với anh Nam? Cho nên chúng ta phải tường thuật nhưng mà anh Nam có biết rằng ngay cả trong cái giới truyền thông mà được cho cái ghế để mà đến tham dự đó cũng còn nhiều chủ trống, tức là người ta đánh giá cái cái cuộc tranh luận ngày hôm qua nó không có ý nghĩa gì hết. Lý do là vì sao? Mình đã biết trước rồi, cái cuộc tranh luận hôm qua, cuộc tranh luận thứ nhì cũng như cuộc tranh luận thứ nhất nó không có một cái ý nghĩa, một cái ảnh hưởng tí ti nào hết bởi vì cái nhân vật mà được người ta chú ý người ta mong là có mặt mà ngay cả bảy cái người này có mặt là ai là ông Donald Trump ông không có thèm tới dự ông ông nhìn cái cái ban uh, tổ chức này bảy ứng cử viên này không ra nửa ký lô ông nhìn nửa con mắt lý do là vì sao thưa anh Nam bảy cái nhân vật còn lại này từ ông Ron DeSantis và Nikki Haley, Tim Scott, Mike Pence, ông Chris Christie, ông Vivek Ramaswamy, tất cả những người này cộng lại hiện nay theo những cuộc thăm dò dân ý cộng lại cái số có người thì được 11 12 phần trăm có người 8 phần trăm người năm tất cả bảy cái người cộng lại em biết được bao nhiêu không tôi anh Nam họ được 37 phần trăm mà ông Trump đó thì ông được bao nhiêu ông được 53 phần trăm tức là ông hơn những người này bảy phần trăm tức là tất cả mấy người này mình nói theo ngôn ngữ bình dân chẳng hạn như là một cuộc so tài về về võ công uh, hoặc là chuyện kim dung ngày xưa đó bảy cái người này mà họp lại để mà cùng nỗ lực uh, còn thua xa ông trump nữa thì nói gì để mà tranh giành nói gì đến cuộc mà mà gọi là là muốn biết ai thắng ai thua tại vì tất cả những người này còn thua xa ông trump nữa cho nên ông trump không không thèm dưới mắt của ông trump ông coi cái cuộc tranh luận này đó nó như là một cái vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa nó đã chấm dứt trước khi nó bắt đầu rồi. Anh Nam thấy cuộc tranh luận vụ vòng bầu cử sơ bộ năm sau nó bắt đầu tại tiểu bang Iowa. Sau đó nó tới New Hampshire, nó tới 48 tiểu bang khác còn lại đến cuối tháng 5, đầu tháng 5, cuối tháng 5 gì đó. Và nó sẽ đi đến cái đại hội đảng vào mùa hè tháng 7, tháng 8 trước khi lựa chọn ra ứng viên. Cho nên người ta tò mò, người ta muốn biết ai là người về đầu, bây giờ trong nội bộ của đảng cộng hòa dưới mắt của nhiều người dân đảng cộng hòa xuyên qua những cuộc thăm dò dân ý đó người ta chỉ thấy có một mình trump mà thôi cho nên đối với trump trump không thèm đi đến dự trump muốn nói là chúng bay muốn làm trò làm thương làm tướng gì ta cũng mặc kệ cuối cùng tụi bay cũng không thể nào hơn tao được tao mất thì giờ để nó làm chi đó là cái nội dung thành ra ông trump ông đã làm đúng như vậy ông bắn ra một cái tweet trên cái mạng Twitter social của ông ông nói rằng là quý vị thấy bảy tên này có tên nào xứng đáng làm cái chức được vô trong cái gọi là đứng phó cho tôi hay không tôi không nghĩ là như vậy ông khinh thường đến cái mức độ tàn tệ như vậy rồi cơ mà cho nên bảy cái người này nó chỉ làm một cái trò múa may quay cuồng như là trên một tấn tuồng sân khấu mà thôi và tệ hơn nữa đó họ tranh cãi nhau nó y hệt như là một cái chợ cá chứ không phải là một cái cuộc tranh luận nghiêm túc đó là một trong những cái nhận định đầu tiên của một cái um, bài tường thuật về cái cuộc mà tranh luận tình thứ nhì ngày hôm qua nếu như những người nào không có thì giờ theo dõi như vậy đó thì đó là cái nội dung là như vậy và chuyện này chuyện có hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ tranh luận được tường thuật trên cái đề Fox Business thì tất cả những người này Ai cũng muốn tranh giành để mong nổi bật lên trong số những người còn lại, coi như là nhân vật số 2 sau Donald Trump. Nói, không có ai muốn nhường ai cho nên họ giành nhau, họ nói qua, nói lại đến nỗi mà các sướng ngôn viên họ phải nói xuống, thôi các ông bà im đi, quý vị cứ tự nhiên, cứ gọi là mặc nhiên nói như vậy thì ai còn nghe được nữa. Mà có lúc nó họ còn giành nói luôn các sướng ngôn viên cho nên cái người sướng ngôn viên còn đe dọa nói rằng ông hay bà mà cúp không chịu ngưng ngay cái đó tôi là tắt cái micro ngay đó là cái yếu tố uh, đầu tiên của cái cuộc tranh luận nó không khác gì một lần nữa tôi nói nó là một cái chợ cá trần quốc toán anh nam và những người mà uh, sống ở trước năm trước đây năm 1975 khi mình nói chợ cá Trần Quốc Toản là mình biết nó hỗn lốn như thế nào rồi tức là tranh nhau không ai thua hết dùng ngôn ngữ hàng tôm hàng cá lẫn nhau điều kia à, mọi người thi nhau tấn công cái anh chàng Vivek Ramaswamy tại vì anh này trong cái phiên họp uh, trong cuộc tranh luận đầu tiên đưa ra những lời lẽ nghĩa là cuồng Trump hơn cả Trump nữa cho nên sau đó những cuộc thăm dò dân ý cho thấy có lúc anh ta vừa hót lên gần ngang hàng với lời uh, uh, Ron DeSantis vân nhưng mà trong ngày hôm qua đó nhiều người tấn công anh ta là tại vì họ bực mình anh ta đã vươn lên trong cái cuộc trong lộ thứ nhất và lần này đó, họ tấn công gì họ tấn công là anh ta thân thiện với uh, phía bên trung cộng với cái công ty uh, gọi là TikTok gì đó mà do thằng tàu cho nên họ tấn công nói á ah, có phải là anh làm ăn với thằng tàu anh thân thiện với thằng tàu hay không đó là cái chuyện này vậy. À, bà Nikki Haley đó cũng nhanh nhẩu tuy là người gốc Ấn Độ cùng với anh chàng Vivek Ramaswamy cũng nhảy vào nói luôn nói rằng là mỗi lần mà tôi nghe anh nói mỗi lần mà tôi nghe anh phát biểu ra tôi càng cảm thấy nghĩa là mình nghĩa là uh, không hiểu được càng ngày càng ngu đần hơn tại vì anh phát ngôn ra những cái thứ mà cũng là không không có không minh gì hay sao đó là cái sự kiện uh, một trong những điều mà người ta nhận xét ra trong suốt hai hai tiếng đồng hồ cái điều thứ ba nữa người ta có thể rút ra từ cuộc tranh luận ngày hôm qua đó thưa với anh Nam là trong suốt 2 giờ đồng hồ với hai sướng ngôn viên đó hỏi vậy với bảy sinh viên đó họ tranh luận về những điều những điều tào lao vớ vẩn không thôi nhưng mà ba cái có thể nói là ba cái là thời thật đề tài thời sự nổi cộm nhất không có ai đá động đến anh nam thấy cái mức độ mà mà nó 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 nó, nó tầm thường như vậy không cái đề tài thời sự quan trọng nhất hiện nay là cái gì cái nguy cơ là chính phủ đóng cửa vào cuối tuần này, anh Nam viết rồi, vào cuối tuần này ngày 30 Tây không có cái dự luật về ngân sách ra, chính phủ không có tiền sẽ đóng cửa, nó dẫn đến nhiều cái hệ quả tai hại tốn kém, ít nhất là khoảng gần 4 triệu, gần 2 triệu quân nhân, gần 2 triệu công chức liên bang không có nhận tiền lương, coi như ngừng dĩ nhiên sau đó vài tuần lễ đó xin một cuộc gọi um, đóng cửa này nó qua đi đó họ sẽ được nhận hay bù lại nhưng mà nó gây trở ngại nhiều văn phòng chính phủ không có quan trọng đó, phải tạm thời đóng cửa những cái hồ sơ xin giấy tờ của người dân khắp nơi là ở cơ cơ quan chính phủ liên bang đều phải ngưng những người mà xin cái hồ sơ đi um, gọi là xin passport thông hành đó cũng có thể bị trễ nải nếu rơi vào số những mấy trăm người mấy ngàn người mà cần gấp đó là coi như tiêu tùng rồi những người đi um, du lịch cá nhân chúng tôi cũng sẽ phải đi du lịch vào, vào tuần sau uh, đi một chuyến đi khá dài cũng có thể bị trở ngại tại vì có khoảng ít nhất là vài trăm hay ngàn vài ngàn nhân viên kiểm soát hàng không đó tức là kiểm soát không lưu đó có thể là sẽ bị uh, uh, nghỉ việc và nó sẽ gián đoạn cái công việc điều hành có thể máy bay bị trở ngại bên bên này kia cho nên đó là những cái trở ngại nhưng mà không ai nói đến cái đề tài đó thưa với anh Nam anh anh ừ. Nam thấy không cái trình độ của các uh, uh, sứ ngôn viên điều khiển chương trình của Fox Business này họ đưa ra những đề tài đó nghe mà họ không có đá động những đề tài đó tức là mình không biết ừ. trong cái não trạng của họ họ nhìn vấn đề như thế nào có ai cần thiết là về vấn đề uh, gọi là là đưa ra chính sách này chính sách của các bị ứng cử viên này không nhất là những bị ứng cử viên này người ta biết chắc chắn là là còn thua sang Trump nhưng mà ít ra người phải nói cái đề tài rằng quý vị nghĩ sao về vấn đề mà hạ viện hiện nay họ không có thông qua họ không có phe dân phe cộng hòa nắm đa số họ không có thông qua được một cái dư luật nào nó chứ đừng nói chi đến cái việc mà ra một cái rồi hợp tác với lại phe bên dân chủ dân thượng viện với tòa không có được cái đó đó là đề thứ nhất đề tài thứ hai cũng quan trọng đó là người ta muốn biết rằng là quý vị nghĩ sao về cái vai trò của ông trump hiện nay đó ông có bốn cái cáo trạng hình sự rất là nghiêm trọng rồi ông đang tham dự một cái phiên tòa xử về uh, dân sự ở bên new york mà ông đã bị lãnh một cái búa rất nặng đó là trong ngày thứ ba vừa qua một vị thẩm phán uh, uh, tòa tối cao ở new york ra cái phán quyết nói rằng là công ty trump organization ông trump và những đứa con của ông đã làm cái chuyện gian lận fraud khi mà thổi phòng cái tài sản của mình với các nhà băng và với các uh, công ty bảo hiểm để mà mong được mượn, mượn tiền rồi sau đó hạ thấp cái giá trị của mình xuống khi mà khai thuế tức là làm cái chuyện gian lận. anh một mặt anh vừa thổi phòng một mặt nó đã xuống và với cái phán quyết như vậy đó thì là coi như là vị quan tòa anh Corona này đưa ra một cái cú trời đánh cho cái đơn kiện của bà Leticia James bộ trưởng bộ tư pháp của bên New York kiện công ty ông Trump đòi là đóng phạt ít nhất là 250 triệu Mỹ Kim thì cái ông tòa này ông ra cái phán quyết là coi như là summary judgment đó tức là một cái phán quyết rất là nặng lắm chưa đi vô trial không cần hai bên tranh cãi với nhau đó mà ông đã ra phán quyết tức là khi mà một bên đó, là bên nguyên đơn đó, là người ta đưa luận cứ quá vững mạnh và cái phía bị đơn là cái phía mà bị lôi ra tòa này, thì ông Trump nó không có cái bằng chứng nào cho nên mới bị nặng như vậy và ông nói rằng là tất cả những cái license hành nghề tức là cái, cái 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 giấy phép cho phép hành nghề của công ty Trump Organization hàng trăm cái công ty con khác nhau đó là phải bị dẹp bỏ là coi như không được làm ăn ở New York nữa thì anh Nam thấy rằng cái đó là một thiệt hại rất rất là lớn tức là theo lời của ông luật sư uh, Michael Cohen luật sư phụ tá của ông Trump nói rằng là cái thiệt hại này có thể lên đến 600 triệu Mỹ kim và Donald Trump sẽ không có đủ tiền mặt để mà trang trại có thể sẽ lại phai khai bankruptcy nữa. Chưa hết, các ông quan tòa ông nói rằng là các ông luật sư, ông bà luật sư mà đại diện cho ông Trump trong vụ này đó, làm ăn quá tào lao trong những tháng vừa qua đó, ra tòa không có đưa ra được một cái luận cứ nào biện hộ như vậy, cứ lập đi lập lại những cái điều tào lao mà ông quan tòa ông đã không chấp nhận rồi. Cho nên quan tòa xử phạt luôn năm cái luật sư đại diện cho ông Trump đó, mỗi người bị phạt 7.500 Mỹ Kim, 7.500 hay 6.500 Mỹ Kim rồi về cái tội đưa ra những cái lập luận tào lao gọi là free free argument. Cho đó chúng ta mới thấy trong cái vụ này đó, mình không biết là Donald Trump tệ đến mức độ hay hà tiện mức độ nào, không có thuê mướn những luật sư tài giỏi, hoặc là cái hồ sơ nó quá tệ đi, không có một luật sư tài giỏi nào mà muốn nhận cái hồ sơ này cho nên mới lãnh cái 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 án phạt rất là nặng như vậy. Và giờ đây dĩ nhiên chúng ta biết là Donald Trump không còn cách nào khác hơn là phải tiếp tục nộp đơn để mà kháng cáo tức là tiếp tục sẽ phải gọi là bị nghĩa là xuất huyết nữa, bỏ thêm tiền nữa cho dù rằng là chưa chắc, chưa biết là mình có thắng ở ở ở tòa kháng cáo hay không, nhiều phần là sẽ khó mà rất là thắng được lắm, cho nên đã thua, càng thua nữa giống như mình gọi là đã nghèo còn mắc cái eo nữa và cái này tôi cho rằng nó mới là cái yếu tố nó làm cho Donald Trump càng ngày càng méo mặt tức là bên bên ngoài có vẻ hùng hổ đi đây nói thắng nói tướng vậy chứ nhưng mà trong lòng nó rất là sầu hổ tại vì Donald Trump căn bản vẫn là một tay tài phiệt vẫn là một người hám lợi hám tiền chỉ có tiền tiền và tiền ám ảnh donald trump cho nên bị mất tiền là donald trump đau đau như là 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 bị uh, uh, thiến rồi đó tức là đau đau rất là nặng đau như ai bóp dái mình kinh hồn lắm tại vì mất đồng tiền donald trump là một người rất là keo kiệt rất là hà tiện Uh, uh, Rudy Giuliani tốn công sức biện hộ cho mình mất cả thanh danh Donald Trump còn không thèm trả tiền luật sư phí nói tại vì anh làm sao mà nó dở quá rồi, rồi nhiều luật sư khác Bà Jenny Alice cũng bị Donald Trump bỏ rơi không thèm trả tiền luật sư phí và trong cái vụ này đó những cái người luật sư đại diện cho Donald Trump nghĩa là tranh cãi tệ đến cái mức độ mà thua như vậy thì đó là một cái chuyện quan trọng mà trong cái phần mà tranh luận ngày hôm qua không có ai nói đến chuyện này không có ai gợi ý lên là điều này nó sẽ dẫn đến những hậu quả như thế là sao một cái đề tài thứ ba nữa cũng là đề tài thời sự sôi nổi đó là cái gọi là impeachment inquiry tức là thăm dò xem xét coi có nên luận tội hay không chứ chưa phải là điều tra nha xem xét rồi mà phe cộng hòa tung ra trong ngày thứ năm hôm nay đây cũng là một cái đề tài mà phe Cộng hòa muốn thổi phồng lên. Nhưng mà trong ngày hôm qua cũng không ai thèm nói đến. Không những là bảy ứng cư viên này mà những người mà điều hợp cũng không lấy cái đề tài ra. Chẳng hạn lấy đề tài ra để mà gọi là à, hỏi xem có những cái người này có lợi dụng cái thời cơ đó để đưa ra những lời cáo buộc vơ tấn công ông joe Biden hay không. Không ai thèm nói đến tại vì họ biết cái chuyện này là chuyện tào lao. Thật ra để nói tóm lại trong cái cuộc tranh luận ngày hôm qua đó nếu mà quý vị không có theo dõi quý vị cũng không có miss cái gì hết cũng thiếu thoát gì cũng không có mất cái cái, cái, cái nghe thông tin quan trọng mà nếu quý vị tham dự đó quý vị sẽ thấy rằng là một là mình phí thì giờ hai tiếng đồng hồ coi những ông bà có cái tham vọng, uh, uh, nghĩa là con ếch muốn thành con bò nghĩ là mình có thể ứng cử viên ra tranh cử tổng thống là một cái tính tuồng, một cái trò hề, một cái việc mà tranh cãi không khác gì một cái chợ cá trần quốc toản trước đây. Đó là cái phần tóm lược mà chúng tôi có thể trình bày cho uh, quý khán giả biết và cái người mà gọi là được coi như là chiến thắng uh, rõ ràng nhất trong cái cuộc tranh, cử, người mà gọi là thành công nhất không ai khác hơn là Donald Trump, Donald Trump xem thường cái bảy ứng cử viên này, xem thường luôn cả một cái hệ thống của cái đảng cộng hòa có truyền thống từ lâu này, cái ủy ban uh, quốc gia uh, của cộng hòa, uh, Republican National Committee, ông ta coi bằng nửa con mắt, mà ông ta không có trả giá gì hết, không 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 có sợ gì hết, ông ta vẫn về đầu, cho nên mình thấy một là Donald Trump ủng củng cố quyền hành của mình do bởi cái khối lượng cuồng thâm nó cao như vậy. Hai là cái cơ cấu của đảng Cộng hòa ngày hôm nay nó tuột dốc, nghĩa là không phanh nó tệ đến cái mức độ như vậy, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Xin trở về với anh Nam. Anh có nghĩ rằng càng ngày công dư luận rất là mạnh là ông Trung có thể bị điều ba tôi nhắn thứ 14 tước cái quyền ứng cử thì anh nghĩ như thế nào? đây là một cái một cái possibility một cái tình một cái cái, cái, cái tình huống có thể xảy ra xưa anh em mà chúng ta không biết được rất chúng ta đã nghe rất nhiều người phân tích về cái điều này trong đó có phần phân tích của hai nhân vật quan trọng mà chúng tôi muốn đề lên hai nhà trí thức ngân cấp cao là ông giáo sư Lawrence Stripe Một giáo sư về luật nổi tiếng Của trường đại học Harvard Mà rất nhiều những tay chính khách Của đảng Cộng Hòa từng là học trò của ông Người thứ nhì là ông thẩm phán Liên bang tòa thượng thẩm Michael Lutik Ông này cũng là một người rất nổi tiếng Trong cái giới luật gia bảo thủ Rất là được, được nổi tiếng Thì cả hai người đều nói rằng là không cần tòa án không cần gì xử đó theo cái điều đã ghi rõ trong hiến pháp Hoa Kỳ tu chính án thứ 14 điều luật 3 nói rằng là tất cả những người nào từng nắm giữ những chức vụ trong chính quyền hay vì dân cử đã có những hành động nào đi ngược lại quyền lợi của Hoa Kỳ đi coi như lật đổ Hoa Kỳ lật đổ cái chiến thể Hoa Kỳ đó mà cái vụ chính nó vụ mà 6 tháng giêng nó nó đúng nghĩa là một hành động mà đảo ngược lắm thì là những người này không có quyền được ra nhận những chức không có được quyền mà gọi là đảm nhiệm chức chính vụ dân cử tức là coi như là không có được quyền ra ứng cử nữa thì cái điều đó là cái điều đương nhiên phải xảy ra còn bây giờ đó hiến pháp nó ghi như vậy nhưng mà nó lại không ghi rõ ràng là cái việc mà áp dụng cái đó gọi là enforce cái đó thì sẽ diễn ra như thế nào nó không định nói là phải có cơ quan này thế là cái quyền không có cái điều đó thì cái này nó dẫn đến cái sự kiện là mỗi người được quyền suy diễn khác nhau họ sẽ nói rằng là đầu tiên ở mỗi cái tiểu bang thưa anh Nam cái cơ quan đứng ra tổ chức bầu cử tại Hoa Kỳ đó nó không phải là chính quyền liên bang mà là chính quyền tiểu bang nó có một cái bộ gọi là Secretary of State nó không phải là bộ ngoại giao tiểu bang như nhiều người lầm lẫn mà nó gọi là bộ hành chính nó có cái nhiệm vụ một trong những vụ chính của nó là tổ chức bầu cử thì cái người đứng đầu đó bộ trưởng hành chính nó có quyền đưa ra cái quyết định là nói là ông a bà b này đó không có được tư cách không đủ tư cách ra ứng cử thì lúc đó cái người đó có quyền kiện lên nhân tòa trên để mà kháng cáo vân vân rồi mình coi coi cuối cùng nó tối cao pháp biện xử như thế nào điều này nó chưa xảy ra cái tiền lệ nhưng hiện nay anh nam biết rồi do cái hậu quả của những tay cuồng trump nó quá mạnh nó quá đông cho nên những chính khách của đảng cộng hòa đó họ không có dám làm cái chuyện này có nhiều nơi đó chẳng hạn như là tiểu bang georgia đó rất nhiều những viên chức của đảng cộng hòa hiện nay họ không ưa ông trump tại vì ông trump chửi họ quá nhưng mà họ không dám làm cái quyết định đó tại vì họ thứ nhất làm cái đó nó ghi thiệt hại cho đảng cộng hòa khi mà cái số đông cử tri cuồng Trump nó tẩy chay nó ghét mình nó thì cũng thiệt hại cho đảng cộng hòa Và bây giờ đó là những người bên đảng cộng hòa đó họ mù mắt rồi họ mờ mắt chứ họ không còn lương tri nữa họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của đảng thôi họ sợ là đảng cộng hòa bị thất bại cho nên họ không nghĩ gì đến quyền lợi quốc gia dân tộc họ chỉ nghĩ đến quyền lợi mình cho nên không dám làm cái điều đó nhưng mà cũng đã có một vài cái tiền lệ rồi chẳng hạn như là tại tiểu bang New Mexico có một người gọi là commissioner commissioner thì nó cũng giống như là một người supervisor ở bên um, California như vậy đó thưa anh em một ủy viên hội đồng tỉnh đó cái ông này đó là ông tham dự uh, cái cuộc uh, uh, biểu tình bạo loạn ngày 6 tháng giêng cho nên sau đó đó ông đã bị uh, uh, kiện tại New Mexico để mà loại bỏ cái 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 chức danh của ông ta ra ông ta bị loại bỏ ông ta kháng cáo lên tòa trên ông ta bị thất bại cho nên đã có cái tiền lệ rồi thưa anh nam nhưng mà nó ở cấp tiểu bang thôi người ta chưa biết là cái tiền lệ này nó có thể áp dụng cho ứng cử viên của đảng uh, ra ứng trên cử tổng thống hay không không ai biết nhưng nhiều người nói rằng là chỉ cần có một cái tiểu bang nào đó đưa ra cái quyết định này rồi những cái tiểu bang khác họ sẽ lần lượt họ nhảy theo nó trở thành một cơn sóng nó tràn dân mà nếu như cái điều này nó được thực hiện đó, thì Donald Trump không có tư cách ra tranh cử tại nhiều tiểu bang đó. Mình không cần hết 50 tiểu bang, nghĩa là năm bảy tiểu bang thôi thì cũng là tiêu tùng rồi. tại nếu không có như vậy đó, thì là cái số phiếu cử tri đoàn um, dành cho um, phe Cộng hòa và tiểu bang nó coi như không, coi như không có cơ hội. Cho nên chúng ta chưa có biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thì hiện nay đó, tại nhiều cái tiểu bang nó thưa anh Nam, cái gọi là cái thời hạn để mà nộp đơn ra tranh cử tổng thống đó, nó chưa bắt đầu nữa mà cho nên chúng ta chưa biết là khi cái thời gian nó bắt đầu và khi nó chấm dứt đó thì có những quyết định đó hay không cho nên từ đây đến cuộc bầu cử năm 2024 đó, nhiều người cứ nói rằng là đây sẽ là cuộc tranh tài giống như cuộc tái đấu năm 2020 giữa một bên là Joe Biden một bên Donald Trump họ nói như chắc bắp nhớ nhưng thật sự ra cái điều này hiện nay đúng là nó dễ đi theo cái đường hướng đó nhưng mà không lấy gì làm chắc chắn, tại vì số phận của Donald Trump từ đây đến đó nó như thế nào nó còn là một cái điều chưa ai biết được hết lý do tại sao? Tại vì đây là một cái điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, cho nên người ta không có một cái gì làm tiền lệ để dựa vào đó để mà suy diễn hết. Thưa anh nào Nghe đâu là California và một số địa bang khác đã có lên tiếng là không thể đưa vào trong, trong danh sách ứng cử viên anh có biết, biết gì hơn về trường hợp này không chúng à, tôi không có theo dõi thực sự này nhưng mà thật sự thưa anh Nam tiểu bang California không cần cái đó <laughs> anh biết chắc chắn rồi như vậy trời sập xuống nữa là um, tiểu bang California trong cuộc bầu cử năm 2024 chắc chắn là sẽ dành cho Ừ, ứng cử viên của đảng à, à, dân chủ sẽ về à, trên à, donald trump hay bất cứ những người nào khác của đảng dân chủ họ sẽ hơn ít nhất là ba bốn triệu phiếu chứ không phải không? Anh Nam Nhưng nhớ cái không? vấn đề quan trọng là cái một mặt á là được thi và thua, còn ở đằng này donald trump có thể bị đuổi không cho thi. Dạ vâng. Thì hai cái đó nó có thể khác nhau anh. Đúng đúng ý. Bởi vì chúng chúng tôi mới nói rằng là đồng ý là tiểu bang California cũng giống như tiểu bang có thể thông qua nhưng mà nếu dù mình thông qua ở bên tiểu bang tiểu bang California đưa ra cái phán quyết loại ông ông Trump ra đó thì nhiều người nói cho ô cái đảng này cái tiểu bang này nó làm theo phe phái nó nắm quyền đa số nó loại ra chúng ta chỉ cần ở một cái tiểu bang gọi là bảo thủ thôi chẳng hạn như là Michigan, uh, chẳng hạn như là Georgia uh, chẳng hạn như vậy đó họ có thể thông qua cái cái điều này cũng được vậy không mà nếu mà thông qua đó là coi như là số phận của Donald Trump sẽ tiêu tùng nhưng mà một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh cái yếu tố này chúng ta chưa biết được tháng năm nó chưa có một cái tiền lệ cho nên ở cái góc cạnh này ở cái đề tài này chúng ta phải giữ cái thái độ coi như là wait and see coi coi ừ. như thế nào và thứ hai <laughs> là người ta muốn loại bỏ không cho Donald Trump trở vào chiến trường đó, tại vì cái tệ cái, cái cái tai hại mà ông gây ra rất lớn. Nhưng mà chúng ta không có cần dựa vào cái gọi là tu chính án uh, số 14 điều thứ ba để cho những người mà cuồng Trump đó, họ sẽ nói rằng là uh, thấy chưa, họ sợ ông Trump đắc cử cho nên họ mới dùng những cái uh, 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 gọi là tiểu tiết những cái tách technicality những cái uh, chi tiết về kỹ thuật như vậy để loại ông ta ra tại vì họ sợ rằng ông vô ông sẽ đứng đầu vân ông sẽ về đầu vân 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 thật sự ra đó trong một chừng mực nào đó thưa bên nam nhiều người họ mong muốn rằng là để cho Donald Trump ra đi rồi để coi cái dân chúng bỏ phiếu <laughs> người ta tin rằng ông Donald Trump năm 2016 người ta chưa biết rõ cái mặt thật của ông người ta còn bị cái hào quang nhà tỷ phú này kia vân vân À, cho nên ông mới được số người ủng hộ lên cao Nhưng mà ông vẫn còn thua Bà Hillary Clinton đến 2 triệu 800 ngàn lá phiếu Đó là năm 2016 Khi mà Donald Trump chưa có một cái thành tích tệ hại nào mà đa số dân chúng biết Đến năm 2020 Người ta thấy Donald Trump tệ hại như vậy Cho nên cái số người mà ủng hộ cho Donald Trump đó nó thua và thua ông uh, uh, Joe Biden đến khoảng là hơn 7 triệu phiếu rồi sau cái cuộc bầu cử năm 2020 đó người ta mới biết rằng là cái bàn tay thô bạo của Donald Trump sen lấn vào cuộc bầu cử uh, và dẫn đến cái cuộc biến loạn ngày 6 tháng Giêng đó rồi sau đó tiếp tục nói dối rồi những cái tay cả ngàn tay tham dự theo cái lời nói dối đó để vào tù rồi kia, kia thì làm sao mà người ta tin rằng là nhiều người dân bên đảng Cộng Hòa tiếp tục bỏ phiếu cho Donald Trump nữa. Cho nên nếu như là Donald Trump ra ứng cử năm 2024 với lại ông Joe Biden, có thể là cái số phiếu cử tri mà dành cho Donald Trump nó sẽ thua cái số phiếu dành cho ông Biden ít nhất là mười mấy triệu phiếu. Chứ không phải là bảy tám triệu phiếu nữa đâu thưa với anh Nam cho nên không cần không cần cái yếu tố đó mình cứ để cho đi thì lúc đó người ta sẽ thấy Donald Trump chỉ đắc cử may mắn năm 2016 mà nhờ vào cái cái luật chơi là nó dựa vào gọi là phiếu cử tri đoàn thôi chứ còn số phiếu ông thua đối thủ 2018 là Donald Trump cũng thất bại cho nên phe dân chủ họ mới giành lại cái hạ viện năm 2020 không những Donald Trump thất bại, phe Cộng hòa cũng bị liên uh, 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 lụy theo, mất luôn hạ viện, mất luôn thượng viện. Đến năm 2022 người ta tưởng rằng đây là một cái cuộc bầu cử giữa kỳ là phe Cộng hòa sẽ vùng lên sẽ có làn sóng đỏ. Nhưng mà vì Donald Trump cho nên nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng hòa theo Donald Trump cũng bị thất cử, cho nên không có cái gọi là làn sóng đỏ và lần đầu tiên trong 99 năm qua đó cái đảng của đối lập là đảng cộng hòa đã thất bại ở thượng viện trong cuộc bầu cử diễn nhiệm kỳ và cái đó là cái bằng chứng của donald trump thất bại 2018, 2020, 2022 và chắc chắn là sẽ thất bại năm 2024 để cho coi như là donald trump một lần nữa coi như là người ta có thể khóa miệng ông ta để mà khoe khoang rằng là tôi là người winner thế này thế nọ kêu vân vân xin trở lại với anh nam và bây giờ sau khi quý 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 thính giả đã nghe anh Mai Long và anh Tuấn tường trình một số về thời sự mà có lẽ quý vị cũng cần muốn biết thì bây giờ tới phần đề tài chính các vấn đề chính mà chúng tôi sẽ mời Mai Long anh Tuấn nói chuyện ngày hôm nay đó là tin cho biết Darum có thể bị cháy túi trong thời gian gần chuyện đó như thế nào anh? có thể bị cháy túi phá sản sạch túi như thế nào từ ngữ uh, uh, cháy túi đó <laughs> mình phải hiểu theo cái nghĩa đen uh, người bóng xin lỗi uh, không phải là cháy túi đâu cháy túi là cái từ ngữ trước năm 1975, uh, họ nói những người nào coi như là sách uh, cạn tiền rồi uh, nói theo kiểu um, không biết là có phải là cái cái thuật ngữ tiếng uh, phổ thông uh, tiếng tiếng um, tiếng quảng đông không thưa anh nam anh, người ta nói gọi là mẫu lúi đó <laughs> à, đánh <laughs> bài cháy túi ngộ mẫu lúa rồi <laughs> đó ông Donald Trump từ trước đến nay vẫn đường đưa ra cái hình bóng hình ảnh mình là một nhà tỷ phú làm ăn rất là thành công vợ đẹp con khôn này kia vân vân à, đi đến đâu là thành công đến đó à, bao nhiêu cái thương hiệu Trump là người ta chạy đua theo để mà mong được à, 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 coi như là thuê mướn cái tên này để xây à, à, khách sạn xây à, à, sân góp vân vân rồi đánh bóng hình ảnh mình tôi là một nhà tỷ phú tôi đâu có cần tiền của ai đâu tôi ra ứng cử tôi không thèm nhận tiền lương à, của chính phủ trả 400.000 mỹ kim một năm đó đó tất cả những cái điều mà Donald Trump cố tiền đánh bóng như vậy nhưng mà thật sự ra Donald Trump không phải là một người giàu có gì uh, cho cam, chưa kể là Donald Trump rất là bình tiện, rất là bủn xỉn hay như kia. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái quyết định mới đây của một vị thẩm phán uh, tòa án liên bang tại uh, tòa án tiểu bang New York xin lỗi đưa ra vào thứ ba vừa qua đó phán quyết đó nó có thể khiến cho Donald Trump coi như là tiêu tùng. Theo nhận định của luật sư Michael Cohen, một luật sư mà gọi là for Trump trước đây trong nhiều năm trời cho đến khi mà bị Donald Trump hắt hủi bỏ rơi cho nên ta quay lại đó thì ông ta nói với lợi uh, trong một cuộc phỏng vấn đài CNN vào uh, thứ ba vừa qua nói rằng là tôi nghĩ là cái thiệt hại của Donald Trump trong cái kỳ này đó có sẽ lên đến khoảng là hơn 600 triệu Mỹ Kim. Và Donald Trump sẽ không có đủ tiền mặt để mà có thể trang trải những cái chi phí um, uh, xảy ra do quyết định này lý do là vì thẩm phán nói rằng là cha con Donald Trump đã phạm pháp đã làm điều gian dối khi mà thổi phòng uh, gia tài trị giá của mình rồi giảm xuống vân vân cho nên phải rồi cũng đi đến quyết định đó, là tất cả những cái giấy phép làm ăn cho công ty Trump Organization đó là phải bị uh, coi như là thu hồi lại và coi như không được làm ăn mà Donald Trump từ trước đến nay làm ăn kiếm tiền là tại New York chứ không phải là tại uh, 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 Florida ông ta bay trở về Florida vì biết rằng là tại Florida cử tri tại đây nó không có chống đối Donald Trump mạnh mẽ như là tại New York nhưng mà ông ta không có cơ ngơi gì hết và cái điều này đó là chính là một cái gọi là nặng nề nhất và uh, luật sư cô nói rằng là đó nó tâm thường hay khoe khoáng ô cái mát của tôi cái brand đó cái thương hiệu uh, trump của tôi đó là nó ăn khách lắm vân vân họ kia ý muốn nói rằng là một cái tòa nhà building đó đó mà bình thường đó, nó chỉ giá được có khoảng là năm triệu thôi nhưng mà có cái tên donald trump có thể sẽ được bán được sáu chục triệu bảy chục triệu vân vân thì ông ông luật sư cô nói là đồng ý là À, trong một số trường hợp nào đó khi mà mình nói đến cái thương hiệu nổi tiếng đó thì nó cũng có cái giá trị của nó cao hơn nhưng mà cái thương hiệu của Trump giờ này còn còn cao không không kể từ ngày ông làm tổng thống và sau đó thất cử tổng thống đó rất nhiều người tránh né cái tên Trump lắm cho nên đó, khi nói đến cái giá trị tài sản của Donald Trump giờ này nó không còn cao hay như là ông ta mơ tưởng đâu là một chuyện chuyện thứ hai là Donald Trump nổi tiếng trong cái vụ mà bị thưa kiện tại đây đó là thổi phòng sự kiện lên cái căn nhà của mình đó cái căn uh, um, ở trên đại lộ Fifth Avenue đó cái căn uh, apartment đó nó chỉ có 11.000 square feet thôi mà người ta dám thổi phòng lên là mất 33.000 square feet để nâng cái trị giá của mình lên cái đó là dối trá cái đó thì nó đâu có làm cho cái tài, hạ, cái, cái tài sản thật sự của mình tăng cao lên đâu cho nên cái đó là donald trump sẽ phải uh, trả giá cái điều quan trọng đó là trong cái vụ kiện trên nguyên tắc nó sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau mà bà mà cái vụ kiện này nó đã nộp đơn từ lâu rồi nhưng mà nó chờ đợi theo uh, um, tuần tự theo thủ tục đến cái ngày hai tháng 10 đó thì nó sẽ bắt đầu cho nên trong cái thời gian qua chúng ta chỉ chú trọng đến những cái đề tài uh, liên quan đến cáo trạng hình sự thôi rồi chúng ta uh, chú trọng đến cái cuộc mà uh, phe dân uh, phe cộng hòa đang muốn thổi phòng cái vụ uh, đàn hạt impeach uh, ông joe biden uh, rồi chúng ta chú trọng đến cái việc mà ông trump dựa theo một số cuộc thăm dò dân ý cho thấy là vẫn tiếp tục đứng đầu ở trên uh, trong đảng cộng hòa nhưng mà ta quên mất rằng là những cái chuyện khác nó vẫn tuần tự diễn ra trong những cái chuyện khác nó có những cái chuyện nó coi như là nó sẽ siết chặt cái khả năng bùng vậy của donald trump đó là cái vụ kiện kiện cáo dân sự thì bà leticia james này bác kiện rất nhiều điều bác kiện tổng cộng là 7 điều trong đó cái điều đầu tiên á thì đã được ông quan tòa ông chấp thuận rồi đưa ra một cái summary judgment, một cái quyết định, một cái phán quyết nghĩa là à, là dứt khoát. Chúng ta biết đó anh Nam biết theo cái thủ tục mà khi mình ra nộp đơn tranh kiện về dân sự đó, bên nào cũng đòi yêu cầu là ông tòa hãy xử summary judgment cho tôi thắng cử đi không có cần đưa ra mà gọi là uh, uh, tranh tụng tại tòa đưa nhân chứng này ra khai khai tại vì cái hồ sơ của tôi nè, nó đầy đủ điểm mạnh hết rồi đồ sơ của bên um, phía bên kia đó nó toàn là những điều dối trá cho nên hãy đưa ra phán quyết ngay tại chỗ đi nó gọi là summary judgment phía bên công tố họ đòi hỏi như vậy phía bên luật sư biện hộ của ông Trump cũng đòi hỏi như vậy nhưng mà làm sao mà ông quan tòa angolan ông lại chấp thuận cái quyết định của phía bên bà uh, Leticia James, bộ trưởng tư pháp, là tại vì những cái luận cứ đó nó rất là vững vàng trong khi cái luận cứ của luật sư biện hội cho ông trump nó không có cái điều gì khác ngoài cái việc họ chỉ than, than thở rằng ông tòa ơi ông đừng coi những cái hồ sơ đó ông đừng có tin là những cái kia nó nói cáo buộc là ông trump thổi phòng sự kiện này, chứ họ không có đưa ra những cái bằng chứng nào ví dụ như là họ nói rằng đông cái giá trị tài sản nó không có tăng cao là tại vì thế này thế này nó có những bạn luật sư bên ông Trump họ không làm chuyện đó không biết là tại vì ông Trump ông không còn tiền ông hạ tiền ông thuê những luật sư giỏm hay xong. hay là những luật sư này họ biết là họ cãi cho ông Trump đó, họ cũng không được trả tiền đầy đủ như là Rudy Giuliani như là bà Jenny Ellis đã bị như không cho nên họ chỉ nói cái kiểu ông Trump ông trả cho tôi 10 ngàn tôi chỉ biện hộ cho 10 ngàn thôi giống như ngày xưa ông ông Thiệu nói một câu mà để đời Mỹ nó cho tôi bao nhiêu triệu để tôi đánh thì tôi chỉ giữ đến vùng mấy thôi còn nó cho nhiều tiền tôi đánh nhiều cho ít tôi đánh ít nó trả lời như vậy nó chứng tỏ là một cái tinh thần thiếu trách nhiệm rất là 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 là, là đáng lên án nhưng mà cái đó là ông Trump muốn trả giá cho cái chuyện đó cho nên ông quan tòa Angron ông đã đưa ra cái phán quyết summary judgment cho cái yêu cầu đầu tiên ngoài ra nó còn sáu cái điều kiện kế tiếp nữa cho nên ông tòa uh, angeron ông mới nói rằng là tuy tôi xử ra cái summary judgment cái phán quyết nặng đầu tiên nhưng mà vẫn nên tiếp tục cái gọi là trial tức là cái phiên tòa xét xử cho hai bên đưa cái nhân chứng của mình ra cho sáu cái điều khoản còn lại mà phía bên bà Leticia jane bộ uh, trưởng bộ tư pháp đó muốn kiện tiếp để mà đòi là Donald Trump phải trả giá những hành động này thì ông quan tòa uh, angeron nói là trừ khi bà Leticia James và nói thôi được cái đầu tiên này là đủ rồi không cần xét mấy kia nữa thì thôi nhưng mà phía bên bà Leticia James và bộ tư pháp của um, New York đó, họ nói không tôi chúng tôi kiện Donald Trump rất là nhiều điều lắm cho nên cái điều đầu tiên là đã sự thắng rồi còn hãy kiện tiếp sáu điều còn lại để coi người dân bồi thẩm đoàn nhìn thấy nó tệ hại như thế nào và quan tòa Angeron cũng nói rằng là mình mở tiếp cái cuộc mà trial để quyết định xem là cái mức độ mà trừng phạt kế tiếp cho uh, phía Donald Trump đó, nó sẽ còn thêm những cái gì nữa không chẳng hạn như là sẽ không cho Donald Trump cha con Donald Trump vĩnh viễn không bao giờ được tậu mãi uh, cơ sở địa ốc nào ở bên New York hay là không có thể trong tương lai nộp đơn uh, xin vay nợ nhà băng ở New York nữa hay không do đó cái phiên tòa xử về cái vụ này nó vẫn tiếp diễn như cái um, lịch trình đã có sẵn bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 tới đây và chúng ta sẽ nghe nhiều phần là những cái phán quyết rất rất là bất lợi cho Donald Trump. Donald Trump phản ứng cái gì? Phản ứng duy nhất khi mình tranh tụng tại tòa, phản ứng duy nhất khi mình bị thua là mình nộp đơn kháng cáo thôi. Và khi mình nộp đơn kháng cáo lên tòa trên đó là anh Nam biết rồi, mình sẽ tiếp tục đóng tiền ra nữa mình sẽ tiếp tục coi như là xuất huyết ra nữa tiếp tục nhả tiền ra bởi vì khi nộp lên tòa trên mình còn tốn kém nhiều hơn là chi phí luật sư ở tòa dưới và chưa biết là cái kết quả ngã ngủ ra sao có thể là sẽ tiếp tục bị thất bại cho nên đã gặp thất bại lại thêm tốn kém nữa xuyên qua cái sự kiện mà năm vị luật sư biện hộ cho donald trump á, cũng đã bị xuyên qua cái summary judgment vừa rồi đó bị quan tòa England phạt mỗi người là 7.500 Mỹ kim về cái tội cứ lập đi lập lại ông ta nói nha tội lập đi lập lại những cái luận điệu tào lao vớ vào vớ vẩn như vậy đó thì chúng ta biết rằng phía bên Donald Trump gần như không có một cái lập luận vững chắc nào để mà kháng cáo lên chắc chắn nhiều phần thì đúng hơn chúng tôi không dám dùng chữ chắc nhiều phần là cũng sẽ bị thất bại nhưng cái đáng kể là tiếp tục nghĩa là bị chảy máu tiếp tục nhả tiền ra cho những ông bà luật sư này và cái tiền luật sư đó không phải là đùa anh nam năm bảy trăm ngàn đô la một giờ chứ không phải không mà nộp đơn kháng cáo như vậy đó rất là tốn kém thời gian và đó là một cái sự kiện mà gọi là đáng lưu ý để mà từ đó người ta có thể đi đến kết luận rằng là có lẽ kỳ này cái gọi là nhà tỷ phú Donald Trump đó sắp sửa bị cháy túi rồi, thưa anh Nam. Yeah. Dạ, và nếu điều có xảy ra thì hiện tượng này đáng được lưu ý tụi quý vị. Và một vấn đề khác mà chúng ta cũng đã nói chuyện ở phút đầu là tình trạng chính phủ Hoa Kỳ có thể bị đóng cưa nếu cuối tháng 9 này mà không được Hạ viện Cộng hòa thông qua. Có người cho rằng nếu chính phủ bị đóng cửa đó đó là hậu quả của tình trạng cộng hòa rối loạn trong nội bộ ở hạ viện thì anh anh nghĩ như thế nào? Anh Nam biết rằng là cái nhiệm vụ chính của uh, quốc hội đó tức là hạ viện với lại thượng viện đó, là mình ngồi họp lại để mình thông qua cái luật rồi mình đưa lên cho ông tổng thống ký ban hành cái đạo luật trong đó có cái luật gọi là ngân sách tức là mỗi năm mình chuẩn thuận chi cho bộ này và kia đây là cái nhiệm vụ chính thì kể từ khi mà phe cộng hòa họ giành được cái đa số vào và nắm quyền vào đầu năm nay từ đó đến 9 tháng qua rồi họ có bàn về cái chuyện đó hay không họ biết cái đó là chuyện quan trọng chứ đến cuối tháng 9 là hết cái tài khóa họ không có dành thì giờ để làm cái chuyện quan trọng để mà họ đi đến cái sự nếu như là họ đoàn kết với nhau trong phe bảo thủ họ nói rằng ồ kia chúng ta là người uh, của đảng cộng hòa chúng ta cùng đoàn kết chúng ta cắt ngân sách bộ uh, này chúng ta cắt ngân sách của bộ kia chúng ta đưa ra cái dự luật rồi đúng đó chúng ta mới có thể điều đình với lại phe dân chủ nắm quyền ở thượng viện và chúng ta có thể điều đình với lại ông uh, joe biden ở tòa bài gốc quý vị nói phe cộng hòa mình sẽ nói rằng là hùng chúng tôi muốn cách như vậy đó quý vị muốn thông qua quý vị phải nhượng bộ quý vị cũng phải đồng ý thế này thế nào kia nhưng mà họ không có làm được cái điều đó họ, họ trong chiến tháng qua họ dành thì giờ để làm gì để làm cái trò mà gọi là trả thù một cách nhỏ nhen bằng cách là họ dựng lên cái ủy ban điều tra cái gọi là vũ khí hóa tức là họ ý họ muốn nói rằng phe dân chủ trước đây đã dùng bộ tư pháp dùng công 3 như là một vũ khí để mà bắt ép uh, uh, bắt uh, uh, sự hiếp ông donald trump tức là họ muốn làm cái công việc coi như là binh vực cho cái người chủ của mình là donald trump cho nên họ rất là phí phạm thì giờ để rồi cuối cùng đó, khi mà nước đến chân rồi họ mới nhảy gần đến đây rồi họ mới bắt đầu tính toán nhưng mà trong nội bộ của đảng cộng hòa nó có khoảng 20 tay dân biểu MAGA, những cái tay này nó không nhất thiết quan tâm đến quyền lợi của quốc gia dân tộc cho nên nó phản đối nó nó quậy tung lên nó bất chấp nếu như là xảy ra tình trạng đóng cửa đó nó cũng không có lo sợ chuyện gì hết đó, đó miễn là làm sao nó có thể đi khoe khoang rằng là đấy chúng tôi đã làm cho uh, coi như là uh, gây ra tình trạng vậy chính quyền Biden sẽ bị bê bối sẽ uh, sẽ bị người dân uh, oán trách vân vân cho nên mới đây trong một bài uh, nhận định trên tờ Washington Post á, nhà báo uh, Dana Milbank á, ông mới viết một bài bình luận ông nói rằng là trong một cái hạ viện mà cái giới lãnh đạo không có uh, cầm quyền tức là trường hợp của ông 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 uh, Kevin McCarthy đó thì là những cái tay hề đó nó tha hồ múa may quay cuồng để nó dẫn đến cái tình trạng gọi là sit down khi mà ta nói những tên hề là như vậy như thế nào là tại vì chúng ta thấy những cái người như là Marjorie Taylor Green một nữ dân biểu mà không có cái thành tích gì đặc biệt đưa ra những cái nhận định rất là là là, là quá khích đi đó cũng được tung tăng uh, nắm quyền tại vì khi mà chúng ta đồng tình với lại like Kevin McCarthy uh, trong một số những điều kiện nào đó rồi cái người thứ hai là Matt Gaetz đó cũng là một tay dân biểu cực đoan ở tiểu bang Florida đó cũng không có thành tích gì tay này là dụ dỗ gái vị thành niên trước đây đã bị cơ quan FBI điều tra rồi nhưng mà mình không biết cái nội vụ đứa nào bây giờ đó cũng ngang nhiên uh, hoành hoẻ. tại vì chúng ta biết rằng anh ta ở cái đơn vị đó đa số cử tri là ủng hộ cho nên Matt Gaetz thẳng thường chỉ mặt ông Kevin McCarthy trong tuần qua nói rằng là anh mà không làm những cái điều mà anh đã thỏa thuận trước đây để chúng tôi bầu anh trong vòng 15 vòng bầu cử cho chức chủ tịch hạ viện tôi sẽ đưa ra một cái biểu quyết đòi bỏ phiếu để mà chút phế anh Kevin McCarthy bực mình quá một lúc nghĩa là, là hết chịu đựng nổi rồi Kevin McCarthy mới để lộ ra cái bản tính của mình buộc ra một câu chửi thề để em nói rằng là tin sư cha các anh các anh cứ việc đưa cái cái kiến nghị để chút phế thì ông ta ông ta nói dùng như vậy, ông ta dùng nguyên văn là như vậy. anh muốn đưa thì cái việc đưa đi đó là cái cùng cách của uh, Kevin McCarthy nói thẳng như vậy. và mới đây trong một cái bài uh, nhận định trên tờ Newsweek thì cái người gọi là Steve Bannon đó, một cái tay uh, 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 chiến lược gia bảo thủ nó, anh cũng nói luôn thật sự cái người mà kiểm soát uh, quốc hội hiện nay đó là Matt Gaetz chứ không phải là chủ tịch hạ viện McCarthy và sau cùng mỗi người nhận định như vậy là ai là ông uh, dân biểu Eric Swalwell của Đảng uh, Dân chủ tại California. Trong cái lần mà lên trên chương trình truyền hình vào uh, chủ uh, chủ nhật vừa qua đó, ông Eric Swalwell đã chỉ trích ông Kevin McCarthy đó là ông không có cái khả năng ông bất tài trong cái việc điều hành cái hạ viện này cho nên đó uh, ông mang cái chức danh là chủ tịch hạ viện nhưng mà trong thực tế đó cái công việc này đó là coi như là ông để cho ba cái người khác cùng sen lào nắm quyền ảnh hưởng đến nó là ai ông cụ tổng thống donald trump bà marjorie taylor green và cái ông um, um, matt gates và ông dân biểu eric vô ông nói là kevin mccarthy giờ đây ông ta chỉ là một người chủ tịch làm vì mà thôi ông ta có cái chức danh như vậy nhưng mà chính Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, cả ba người này cùng chia sẻ nhau cái công việc này. Vậy ba cái người này đó là nắm cái quyền điều khiển và ông ta nói rằng là cái quốc hội hạ viện hiện nay đó nó trở thành đó là một cái tổ hợp luật sư để phục vụ cho một người khách hàng duy nhất mà thôi. Cái người khách hàng đó là ai? Là ông uh, Donald Trump. cho đó chúng ta mới biết rằng là trong cái tính tuồng trong thời gian vừa qua đó nếu mà chúng ta chịu khó đọc cái bài phân tích chi tiết của uh, uh, nhà báo Dana Milbank đó, chúng ta sẽ thấy rằng đó là uh, trong cái cái hạ viện dưới thời của ông Kevin McCarthy trong chín tháng qua đó họ không có làm cái gì hết cái ghế mà gọi là chủ tịch uh, hạ viện đó, nó như là trống vắng cho nên ai cũng có thể múa may quay cuồng và trong những cái ngày vừa qua đó nếu mà chúng ta xem những cái ông bà dân biểu cộng hòa với nhau mà dùng những cái chữ để mà họ chỉ trích lẫn nhau đó chúng ta sẽ thấy rất là nặng mình uh, muốn biết cái đó chúng ta hãy dùng cái chữ mà bằng tiếng anh họ dùng cái chữ là cloud show một cái trò mà diễn tuồng của những anh hề uh, fooliness tức là khùng điên Uh, uh, therapy uh, misguided tức là bị hướng dẫn lầm lạc một cái uh, uh, tệ hại stupidity tức là ngu ngốc uh, nhẹ nhàng hơn là failure to lead tức là thất bại trong việc mà uh, điều hợp uh, disgraceful tức là tởm lợm uh, uh, đó là những cái rất nhiều trong số rất nhiều những cái từ ngữ những cái tính từ ma các ông bà dân biểu phe cộng hòa họ chỉ trích lẫn nhau chứ không phải từ phía bên bên về đảng dân chủ anh nam và quý vị biết đó là cái cách làm việc ở bên uh, quốc hội nó như thế này ở bên Hạ viện khi mà phe nào nắm quyền đa số hiện nay là phe um, cộng hòa nắm quyền đa số thì họ họp với nhau họ họp trong nội bộ với nhau để mà họ muốn dự quyết, dự tính thông qua những cái dự luật nào đó thì đầu tiên đó, họ sẽ họp với trong cái ủy ban, cái ủy ban, ủy ban tư pháp, ủy ban ờ, tài chính, ủy ban kinh tế, ủy ban ngân hàng ủy ban để xem coi họ có đủ phiếu các dân biểu cộng hòa của trong ủy ban đó không để mà thông qua. khi mà thông qua được như vậy đó thì họ mới đưa cái dự luật đó ra cái sàn hạ viện để cho tất cả các dân biểu hai bên đều cùng bỏ phiếu. Nếu như là họ giữ cái đoàn kết đó, thì họ sẽ thắng. Cái số phiếu dân biểu mà phe Cộng Hòa bỏ phiếu nó, nó cao hơn số phiếu của bên phe Dân Chủ đó, thì họ sẽ thông qua một cái dự luật. Cái dự luật đó, nó sẽ đưa ra bên Thượng viện coi nó có giống nhau không? Không giống thì nó cãi lại. Còn nếu như ở Hạ Viện đó, trong cái nội bộ ủy ban mà họ chưa có thông qua được đó thì là họ cứ xoay vòng trong đó thôi sẽ không bao giờ đưa ra bên sàn hạ viện để mà bảo quyết cho nên trong cái thời gian qua trong những tuần lễ vừa qua đó phe dân chủ họ đi họp nhưng mà họ không có được bàn về những cái luật liên quan đến cái gọi là bầu cử và chính trong cái nội bộ của đảng cộng hòa đó thì họ cãi nhau như mổ bò ngay cả trong nội bộ cái cái nhóm freedom caucus đó, có nhiều người trong ban lãnh đạo họ đi họp với lại cái nhóm men caucus là những dinh biểu bảo thủ nhưng mà ôn hòa hơn để họ mong tìm ra một cái sự đồng thuận họ nói ok bây giờ chúng ta đồng thuận chúng ta cắt bớt những cái chi phiếu này cái kia vân vân để đưa ra nhưng mà rồi cuối cùng đó khi mà đưa biểu quyết ở trong nội bộ của đảng cộng hòa đó rất nhiều dân biểu cực đoan của bên Freedom Caucus họ nổi loạn họ nói không cái giới lãnh đạo của Freedom Caucus Bộ quyết là cho mấy ông bà nó thôi chứ tôi tôi không đồng tình như vậy cho nên chưa bao giờ trong lịch sử người ta thấy trong nội bộ của đảng Cộng hòa nó phân hóa cùng cực như vậy họ cãi nhau như mũ bò họ chỉ trích lẫn nhau <laughs> cái bà uh, Victoria Sparks ở bên uh, Indiana đó bà chỉ trích ông uh, Kevin McCarthy là một cái uh, chủ tịch uh, Hạ viện rất là yếu đuối uh, không có cái can đảm để mà chiến đấu này nọ vân vân ông mắc cà ti ông bị nổi sùng quá ông bị trả về tức quá ông cũng nghĩa là buộc miệng ra ông chỉ chết ôi cái con mụ này đó thật ra là cái gì là, là, là cũng hay gọi là thối lui thôi tại vì nói rằng bà mà giỏi đó tại sao bà không tiếp tục ra tranh cử uh, cuối năm 2004 đi mà bà nói rằng thôi bây giờ tôi sẽ rút lui như vậy mà bà còn làm vẻ ta đây đó là chỉ chết như vậy rồi những ông bà dân biểu khác mát ghê rồi nó thấy là ông Kevin McCarthy chỉ trích cái bà dân biểu Victor Park mới nhảy vào nói ô muốn chủ tịch Hạ viện không có nên nhỏ nhen như vậy để mà tấn công cá nhân một mỹ, dân biểu khác nữa dân biểu khác vân vân chạy nhau qua lại tùm lum hết rồi sau đó có những người danh dân biểu cộng hòa mà ôn hòa hơn chẳng hạn như là ông Michael Lo ở New York đó, ông này ông còn đưa ra cái lời hâm he rằng là nếu mà các ông danh biểu ông bà danh biểu mà cực đoan quá đó thì có thể chúng tôi cuối cùng chúng tôi sẽ hợp tác với bên phe dân chủ để coi có thể thông qua được hay không và khi giới nhà báo người ta phỏng vấn ông michael lawler này như thế nào đó tại vì ông là danh biểu cho một cái đơn vị gọi là ngang ngửa cho nên ông ta không thể làm cực đoan nữa ông ta mới ông này muốn trả lời chứ anh muốn tôi nghĩa là làm việc theo những cái tên hề này sao một cái tính tuồng những hề tức là ông muốn chỉ trích cái danh biểu cộng hòa cung đảng với ông á là những tên hề và họ nói rằng là cái việc làm của họ đó là tiếp tục là cái việc làm của những cái kẻ mà ngu dốt như vậy cho nên nếu mà mình quý vị đọc hết cái 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 bài phân tích đó quý vị sẽ thấy là những ông bà dân biểu cộng hòa trong những tháng vừa qua và trong những tuần lễ gần đây đó họ la hét họ uh, đập bàn đập ghế vân vân họ nói lên những bực mình nhưng mà không ai đôi giải quyết vấn đề gì hết nguyên một tháng 8 họ đi nghỉ hè họ không giải quyết rồi trước đó thì họ thổi phồng lên cái việc mà gọi là dựng đứng uh, những cái um, uh, những cái bằng chứng uh, nói rằng là có dấu hiệu cho thấy là cha con Biden uh, nhận tiền hối lộ nhận tiền của bên Trung cộng từ đó chúng ta sẽ truy tố sẽ điều tra luận tội bãi nhiệm uh, Joe Biden vân cuối cùng không có đi đến đâu hết đó cho nên cái kết quả ngày hôm nay đó nó là do chính nội bộ của đảng cộng hòa họ tự tạo ra họ tự ra cái tình trạng mà hỗn loạn như vậy đó và giờ đây họ đang gánh nhận cái 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 cái, cái, cái hậu quả đó mà không họ không có biết cách nào để mà thoát ra được cái 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 cái, cái vòng kim cô do chính họ dựng lên rồi họ mới chơi cái trò mà giả mù sa mưa thổi phồng lên cái chuyện gọi là mong tìm hiểu coi có chứng cứ nào để mà đàn hạt để mà luận tội uh, ở bãi nhiệm ông Trump hay ông Joe Biden hay không để mong đánh lạc hướng dư luận mà thôi nhưng mà chắc chắn mọi người hiểu biết nhìn thấy sự kiện họ biết ai là những người chỉ làm những việc tào lao không thôi thay vì lo cho cái việc ích quốc lợi dân lo cho đúng cái chức năng của một nhà làm luật một vị dân biểu uh, liên bang xin uh, trở lại với anh Nam ạ à. uh, thưa anh là cảm ơn anh với những tin tức thời sự mà anh vừa gửi đến tuy nhiên ở thời điểm này chúng ta đang đứng trước một sức ép của, của thời gian rất nặng chỉ vài ngày nữa thôi tới ngày cuối tháng 9 mà hạ viện không thông qua được cái ngân sách cho tài khoản tới thì coi như là chính phủ Mỹ đóng cửa thì vấn đề người ta đang quan tâm người, người ta tin rằng Cộng hòa không dám làm điều đó và sẽ có những giải pháp tạm thời nhưng mà có nhiều người họ nói nếu giả dụ cái điều này xảy ra thì ai sẽ bị ảnh hưởng và ảnh hưởng tới mức độ nào thưa anh mời anh dạ vâng à, cái tình trạng mà chính phủ đóng cửa nó xảy ra đó khi mà quốc hội một lần nữa chúng tôi lặp lại là không có thông qua một cái dự luật về ngân sách cho phép chính phủ có tiền để mà tiếp tục hoạt động cái năm theo bình thường một năm nó bắt đầu vào tháng đầu tháng giêng nhưng mà cái năm về uh, kinh tế về tài về tài khoá. chính nước Mỹ cái tài khoá đó nó bắt đầu vào đầu tháng 10 cho nên người, người ta đều biết rằng là nó đã có cái thợ nhưng mà họ không có làm thì trong cái trường hợp đó hiện nay đó là các nhà dân cũng họ phải thông qua 12 cái uh, đạo luật uh, chuẩn chi nhưng mà cho đến nay họ chỉ thông được có một cái thôi và họ nhất quyết uh, cứng rắn như vậy thì nếu mà xảy ra cái tình trạng đó, đó thì rất nhiều các cơ quan chính phủ liên bang nó coi như phải ngưng lại không có tiền trả nhân viên những cái người làm những cái việc gọi là không có cấp bách gọi là quan trọng cần thiết cho cái việc an ninh trật tự cho việc công cộng cho việc quốc phòng đó thì coi như là tạm thời tiếng mỹ nó gọi là furlough cho tạm nghỉ việc không ăn lương không có nhận paycheck Uh, một số những cái uh, văn phòng mà làm những cái giấy tờ như chúng tôi nói hồi nãy quỳ xin uh, hồ sơ passport đó coi như cũng sẽ bị đình trệ vân vân và khoảng uh, coi như nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng là gần 2 triệu công chức liên bang ở vùng thủ đô DC cũng như trên 50 tiểu bang có những cái cơ quan những cái chi nhánh của chính quyền uh, liên bang nó đặt trụ sở tại từng tỉnh một tại từng thành phố một rồi khoảng độ 2.000 quân nhân, 2 triệu quân nhân chứ nước Mỹ đó cũng bị tác động như vậy. Cho nên nó sẽ dẫn đến cái tình trạng nhiều người không có lương. Và trong cái bối cảnh mà đa số dân chúng Mỹ đó, rất nhiều người sống trong cái tình trạng gọi là paycheck to paycheck. Tức là mỗi tuần, mỗi hai tuần hay mỗi tháng lãnh lương ra là phải trang trả cho bao nhiêu cái chi phí nợ gập đầu đó. Thì không có cái paycheck như vậy sẽ làm cho họ khốn đốn nó ảnh hưởng đến nhiều cái dịch vụ du lịch vân uh, vân nó cũng sẽ bị uh, thiệt hại dĩ nhiên sau khi mà gọi là um, uh, tình trạng đóng cửa uh, chính phủ đó nó được uh, qua đi sau khi mà hai bên cái bên nào găng nó cuối cùng nhượng bộ đó thì coi như làm việc trở lại thì là những người đó cũng sẽ được lãnh lương trở lại mà thôi chứ không có gì hết nhưng mà nó tác động là nó gây thiệt hại cho ngân quỹ quốc gia Tại vì mình phí phạm một cách vô ích thôi nhưng mà cái uy tín trên trường quốc tế đó nó cũng sẽ khiến cho người ta chán ngán là tại sao nước mỹ là để xảy ra cái tình trạng về nó gây ra thiệt hại nó làm giảm cái mức độ cái, cái 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 tỷ lệ mà cái mức sản xuất gdp của của trong trong nước do đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là dân chúng sẽ bực mình sẽ đổ lỗi và họ đổ lỗi bằng cách nào đến cái kỳ bầu cử sắp đến đó, họ sẽ đổ lỗi bằng cách là bỏ phiếu tẩy chay cho cái đảng nào đã gây ra cái sự kiện này thì cho đến nay đó tất cả những cuộc mà gọi là shutdown đau trong thời gian mấy thập niên gần đây đó đa số cử tri đó đều cho rằng cái trách nhiệm lớn nó nằm về phía gần đảng cộng hòa hơn là bên phía đảng dân chủ và lần này cũng y hệt như vậy, đặc biệt là khi người ta thấy rằng là tại Thượng viện nó thưa với anh Nam, phe Dân Chủ họ nắm đa số 51 ghế, phe Cộng Hòa họ có 49, nhưng mà ngay cả các nghị sĩ đảng Cộng Hòa họ đồng ý với lời phe Dân Chủ để mà họ thông qua một cái dự luật về ngân sách. Cho nên họ rất là đồng ý, chỉ có đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, mà như chúng tôi nói, ông Kevin McCarthy, ông không có cái thực quyền bởi vì trong số đa số của bên cộng hòa 222 người đó hơn bên phía bên dân dân chủ đó là có khoảng vài ghế mà thôi trong đó có khoảng 20 tay dân biểu cộng hòa maga đó nó không có sợ Kevin McCarthy nó không có thèm tuân lệnh của Kevin McCarthy nó cũng không có sợ thiệt hại cho đảng Cộng hòa hay là thiệt hại cho đảng cho quyền lợi của quốc gia dân tộc vậy nó chỉ nghĩ đến cái tham vọng cá nhân của nó thôi nó chỉ mong tạo cái tiếng vang để nó đi khoe ra tất cả những cử tri mà gọi là bảo thủ cực hữu trên toàn nước Mỹ rằng là ta đây một mình Matt Gaetz một mình Marjorie Taylor Green cũng có thể gây khốn đốn cho Kevin McCarthy cũng có thể gây khốn đốn cho chính quyền Joe Biden Bọn chúng là chúng muốn làm cái đó để mà lấy thành tích khoe khoang để mà có thể được dễ dàng tái đắc cử tại những đơn vị mà đa số dân chúng là dân cuồng Trump. Cho nên họ bất chấp cái quyền lợi đó và nó cho nên cái cái gọi là thiệt hại uh, cho nước Mỹ đó nó là một cái thiệt hại uh, đáng kể nó là một cái điều xấu hổ nhưng mà họ không có ke họ không có họ không có họ không có, 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 có Uh, họ cũng ngần ngại gì hết họ bất chấp những thiệt hại thì thôi mình làm sao mình ngăn cản được thưa với anh Nam mỗi yeah. vị nghị sĩ đó họ đại diện cho một tiểu bang cho nên ít ra họ còn sợ là toàn dân tiểu bang họ nhìn thấy còn mỗi một cái dân biểu đó họ chỉ đại diện cho một cái đơn vị thôi một cái district nào đó thôi nhưng mà anh Nam biết rồi là trong một cái tiểu bang đó bao giờ nó cũng có những cái district khác nhau kể cả trong một cái tiểu bang uh, bảo thủ như là Texas đi tuy là đa số dân nó theo về một bên nhưng mà cũng có rất nhiều tiểu bang có cộng hòa nhiều có dân chủ nhiều có những tiểu bang ngang ngửa kiết khao hai bên đó thì trong những tình trạng như vậy cái người dân biểu là liên bang đại diện cho đơn vị đó tùy theo cái dân số cái trong cái đơn vị mình nó như thế nào thì họ sẽ có hành xử như vậy cho nên những cái tay như là mc um, gays như là Marjorie taylor green như là jim jordan như là james comer nó là những tay danh biểu nghĩa là tồi tệ phá nát xem thường cái quyền lợi quốc gia dân tộc nhưng mà cái bất hạnh cho nước mỹ đó là những cái tay này đại diện cho những cái đơn vị mà đa số cử tri nó cuồng một bên nó cuồng theo cộng hòa cho nên nó không nhìn thấy gì hết cứ hai năm một lần là nó cứ tiếp tục nó bổ nhiệm bỏ phiếu cho những người đó mà thôi và cái đó là cái gánh nặng mà chúng ta phải chấp nhận như vậy thôi và chúng ta chỉ còn có cách là siêng năng đi bỏ phiếu tìm hiểu vấn đề dồn phiếu tại những cái đơn vị nào ngang ngửa mà mình có thể thay đổi kết quả và qua đó mình bỏ phiếu để mà chống lại một cái đảng như là đảng Cộng hòa ngày hôm nay để mà đưa ra cái thông điệp đây là bài học chúng tôi muốn trừng phạt quý vị không cho quý vị nắm cái quyền đa số trong cái kỳ bầu cử sắp đến nữa xin trở lại với anh Nam ý kiến rất là hay anh ý kiến rất là hay đòi một chút dũng cảm dạ yeah. đòi một chút dũng cảm thưa quý vị câu chuyện trong tuần này vào giữa tuần ngày thứ năm về chúng tôi và nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn cũng khá đầy đủ những đề tài rất là nóng hổi hiện nay và chúng ta cần muốn biết không biết không những tin tức mà nhận định như thế nào thưa quý vị bình luận của anh Mai Loan Nguyễn Tuấn ra sao và quý vị đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ nghe rất là đầy đủ chúng tôi xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Mai Loan Nguyễn Tuấn hẹn gặp lại anh thưa anh dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị xin kính chào và hẹn tái ngộ trong chương chuyện... trình